Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Oris. Đây là một chiếc với thiết kế skeleton, lộ máy phô diễn ra chuyển động của một cỗ máy Thụy Sĩ cơ khí cực kỳ đẹp. Chiếc này thì bên mình về với tình trạng lướt full box đầy đủ hộp sổ. Đó, ở đây chúng ta sẽ có một chiếc box của Oris. Theo thời gian thì chiếc bóng box của chúng ta cũng bị hao mòn rồi, không còn mới đẹp nữa. Tuy nhiên thì nó cũng rất là đầy đủ nha. Đây là sổ sách của Oris này và một cái tag đi kèm. Bên trên tag thì anh em sẽ có thể thấy được một cái mã reference, mã tham chiếu là 01734-7670-4351. Đó là mã tham chiếu của sản phẩm. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta thì đây là một chiếc với đường kính khá là lý tưởng, là size 40,5mm, cực kỳ dễ lên tay. Anh em cổ tay tầm khoảng 16,5cm trở lên đeo rất là đẹp, vì chiếc này được thiết kế cái càng khá là dài, độ dày khoảng 9,5mm. Bên trong mặt số của chúng ta được thiết kế bằng một cái mặt dial màu trắng. Ở lòng ngoài cùng của chúng ta được đánh những cái vân dạng tia nắng rất đẹp. Và lòng trong của chúng ta thì đó chính là cỗ máy cơ khí. Đó, một cỗ máy Thụy Sĩ được lộ ra với ổ cót nằm tại góc 5 giờ. Rồi anh em có thể biết được thời lượng chữ cót còn nhiều hay ít. Toàn bộ kim cọc của chúng ta thì được thiết kế dạ quang, kim dây chạy rất là mượt rồi. Oris cũng là một thương hiệu khá là lớn đến từ Thụy Sĩ. Chúng ta sẽ có vị trí balance wheel nằm tại góc 12 giờ. Nơi này sẽ có một viên đá ruby màu hồng, mặt kính sapphire nguyên khối. Phần đường bezel thì được thiết kế bằng thép 316L đánh bóng, và nó được mạ một lớp PVD màu vàng rất là đẹp để ăn khớp với bộ kim cọc bên trong. Thân vỏ được toàn bộ được thiết kế bằng thép 316L sáng bóng. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có một núm chính nơi chứa dòng chữ Oris. Núm này được cấu tạo rất giúp anh em lên cót dễ dàng và có thể kéo ra chỉnh giờ. Ở đây sẽ có những cái khía để giúp anh em vặn, nó sẽ có độ bám hơn rất là nhiều anh em nhé. Đi kèm sẽ có một sợi dây da cá sấu màu đen cùng với một bộ khóa đôi có Oris. Bộ khóa đôi này được hoàn thiện khá là kỹ anh em ạ. Bên trong sẽ có đầy đủ thông số này, ở đây sẽ được đánh những cái vân dạng vảy cám rất đẹp. Cuối cùng là phần đáy của chiếc này. Đây là một chiếc được thiết kế skeleton, lộ máy cả mặt trước mặt sau luôn anh em nhé. Và đặc trưng của những cỗ máy Oris đó chính là quả văng được thiết kế màu đỏ, rất là rực rỡ và rất là dễ nhận dạng rồi. Đó, và cỗ máy của chúng ta sử dụng đó chính là cỗ máy trên nền tảng máy 2824 FW200 với 26 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 VPH tương đương 4 Hz và thời lượng chữ cót là khoảng 40 giờ. Với những chiếc ốc lung xanh rất là đẹp cùng quả văng màu đỏ nổi bật. Thực sự gặp những cái cỗ máy skeleton này rất là quyến rũ, và đặc biệt là những cái cỗ máy skeleton này cái độ hoàn thiện nó phải cao rất là nhiều, vì tất cả những chi tiết nhỏ nhất đều được phơi bày. Phần đáy của chúng ta được cố định bởi 2468 mắt ốc vít để tăng khả năng chống nước. Chiếc này có độ chống nước khá là cao, lên tới 50m anh em nhé. Anh em đi mưa rửa tay thoải mái. Ở phần sau đáy chúng ta cũng có một số thông tin của sản phẩm Oris Squid 7670. Độ chống nước 53 tương đương với 50m nước. Chiếc Oris của chúng ta đang có giá retail là 2.750 đô, tương đương với khoảng 55 triệu đồng chưa kể thuế phí khi mà anh em mua hàng. Tuy nhiên thì chiếc này bên mình về một chiếc lướt, độ mới có rất là cao và full box đầy đủ hộp sổ cũng như là một cái tag đi kèm. Giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, chỉ 1x triệu. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp bên mình qua số điện thoại, hoặc có thể qua địa chỉ bên mình để lên tay thử sản phẩm. Địa chỉ là 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu